bạn vừa thấy trên đây là hoạt động làm sạch của em Xiaomi Roborock S5 Max. Thì bây giờ mình sẽ review qua về tính năng cũng như là những ưu điểm đặc biệt của em này. Đầu tiên là mình sẽ nói qua về thiết kế của em Roborock S5 Max này. Thì như các bạn có thể thấy là em này sở hữu một thiết kế rất là sang trọng với màu trắng trang nhã và bề rộng chỉ khoảng 96,5mm, do đó rất là dễ dàng trong việc làm sạch các khu vực gầm tủ, gầm giường, gầm ghế. Em này thì được thiết kế bởi chất liệu ABS. Đây là một chất liệu rất là cao cấp, chống xước và chống va đập, do đó là khi mà làm việc thì dù có những cái va chạm xảy ra thì cũng không làm hỏng bề mặt của em robot này. Về công nghệ thì em Roborock S5 Max này được tích hợp rất nhiều công nghệ ở phía trong. Công nghệ đầu tiên mà mình muốn nói đây đó chính là công nghệ laser. Đây, các bạn có thể thấy đây là mắt laser của em Roborock S5 Max. Ở công nghệ này thì robot sẽ quét 300 vòng trên phút liên tục, từ đó là thu thập các hình ảnh mà đã được quét vào bản đồ của máy và thiết lập đường đi cũng như là hướng làm sạch cho căn nhà của bạn. Tiếp theo đó là một cái công nghệ nữa mà nhà sản xuất đã đặc biệt chuẩn bị cho em Roborock S5 Max này, đó là sử dụng chip 32 bit. Đây là một sẽ giúp cho trong robot trở nên thông minh hơn. Robot sẽ tự động biết thay đổi lực hút tùy theo bề mặt mà mình tác động đến. Ví dụ như là ở sàn gạch men thì robot sẽ có một cái lực hút khác, còn ở những cái loại sàn như là sàn gỗ hay là thảm thì robot sẽ có những lực hút khác. Tiếp theo, một điểm đặc biệt nữa mà em Roborock S5 Max này có được đó chính là khả năng thiết lập tường ảo. Thiết lập tường ảo ở đây là gì? Là tức là ở những cái khu vực mà bạn không muốn robot đến vệ sinh, ví dụ như là phòng giặt hay là những khu vực mà có nhiều nước hay là những khu vực có nhiều dây điện, thì bạn có thể thiết lập chế độ no go zone ở trên điện thoại của mình. Từ đó robot sẽ tự động không bao giờ đến và làm sạch ở những khu vực như thế. Ở em robot này thì được đặc biệt trang bị 13 cảm biến xung quanh thân máy, do đó giúp dễ dàng định vị chính xác ở những khu vực trên cao, ví dụ như là cầu thang hay là ở những nơi mà có gờ cao. Do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm để robot mình làm việc ở những khu vực như thế. Còn về tính năng thì sao ạ? Em này thì được sở hữu tính năng là lau hút đồng thời với lực hút khá là mạnh lên đến 2000 pascal, do đó là robot có thể dễ dàng hút các loại bụi lớn, bụi nhỏ hay là cả những loại bụi mịn mà bạn không thể nhìn thấy được. Dung lượng pin là một điều quan trọng khi mua robot lau nhà. Thì ở con Roborock S5 Max này sở hữu dung lượng lên đến 5200 mAh, đứng đầu trong thị trường hiện nay. Và với dung lượng như thế thì robot có thể làm sạch liên tục trong vòng 120 phút, với sàn nhà lên đến 200m2. Và bạn cũng đừng lo khi robot trở nên hết pin, bởi vì là khi dung lượng pin dưới 15%, robot sẽ tự động quay trở về đốc sạc, sạc đầy pin và trở lại làm việc như bình thường. Và để thêm phần ưu việt cho con robot này, nhà sản xuất đã thiết lập thêm một app sử dụng. Bạn có thể thiết lập đường đi làm sạch cũng như là chế độ làm sạch, chế độ sạc dành cho robot, và robot sẽ làm theo chỉ dẫn của bạn. Và với mức giá là 10 triệu cho những tính năng như trên thì mình đánh giá đây là một mức giá hợp lý. Và nếu như bạn muốn sở hữu em robot Roborock S5 Max này, bạn sẽ có thể tham khảo ở link sản phẩm giải pháp công nghệ S-Tech mà mình đã để link ở ngay dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.